Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ làm clip về tướng Ngộ Không trong mùa 3. Trong bản đếp mùa 3 mới thì Ngộ Không có một số thay đổi khá là thú vị. Ở đầu tiên cái nội tại của Ngộ Không. Ở nội tại thì vốn Ngộ Không quá bá đạo nên nó được cộng thêm 10% tỷ lệ chí mạng. Nghĩa là mới level 1 đã cộng thêm là 10% chí mạng rồi nha. Ok. Đó anh em có thể thấy là level 1 mình chém 1k1. 1k1 đam và 1k182. Chiêu 2 anh em có thể thấy mình tàng hình là không có bóng nữa nha. Rồi tàng hình chạy đâu em ơi. Đó anh em có thể thấy Ngộ Không mình và Ngộ Không trên đó tàng hình đều không hề có bóng. Đó là hai cái sự thay đổi rất là lớn của Ngộ Không trong mùa 3 tới. Rồi không chí mạng rồi. Rồi hai phát không chí mạng. Bởi vì mới level 2 mà. Mình hơi đen. Thôi chạy thôi. Hôm nay mình sẽ trình bày cách nên đồ mới cho Ngộ Không. Với cách nên đồ này thì chém người như chém chuối nha. Đập người như đập chuối. Ok. Rồi cùng mình khám phá cách lên đồ mới này, thử cách lên đồ mới này xem có mạnh không. Và thử sức mạnh của Ngộ Không ở mùa 3. Ngộ Không ở mùa 3 thì có cơ hội được bán bằng vàng nha, giống như con Thalic ý. Nhưng mà ít nhất nó phải trong kho báu tầm 4-5 tháng thì nó mới chịu ra. Không đơn giản mà nó ra đâu. Và khi nó ra mắt thì cũng chỉ bán như tầm 5-600 quân huy gì đấy. Ok. Rồi chém em đấy. Tàng hình nhưng vẫn dính thương, sát thương thôi. Ok. Lại ôm trụ rồi. Để phù hợp với cách nghiên đồ này thì mình sẽ ép ngọc như sau. Lúc đỏ mình sẽ ép ngọc và chí mạng và sát thương chí mạng. Đó. Rồi em chạy đâu. Ngọc đỏ mình ép ngọc chí mạng và sát thương chí mạng nha. Còn ngọc tím mình sẽ ép ngọc hút máu. 1,6% hút máu đấy. Lick này mình mới ép được 8 viên hút máu. Nhưng mà khả năng hồi máu rất tốt rồi. Ngọc ngọc cuối cùng là ngọc lục thì mình sẽ ép ngọc xuyên giáp. Cái đấy thì không phải bàn rồi. Rồi đã cứu đồng đội mình, team mình mít thì mình có khả năng bị đột tử pha này. Có đến kịp không? Rồi đến kịp rồi, ok. Rất may. Chém hết cả đám quái và tướng team địch, nếu không thì Naudia pha này chết chắc. Còn tầm 100 máu. Mấy con pháo xe là bắn cũng chết rồi. Bởi vì cái nội tại được tăng thêm 10% chí mạng, vì vậy mình sẽ bớt ngọc 1,6% chí mạng thành ngọc 0,7% chí mạng và 3,6 sát thương chí mạng. Và trong mùa 3 này, Ngộ Không đánh chí mạng dễ hơn. Nên là chí mạng mạnh hơn. Và mình sẽ bỏ cái món đồ quỷ kiếm đi và thay vào đó mình sẽ lên Lanh Felix. Ok. Và mình sẽ không dùng kiếm Muramasa nữa mà mình dùng thương xuyên phá. Rồi. Anh em có thể thấy Ngộ Không bây giờ đánh chí mạng liên tục. Choáng này chết hết đi. Nhưng mà vẫn giết được Laurel thì mình. Thì ở bản test lên quân vai Việt Nam thì cái nick mình mượn được đấy có level mười mấy thôi. Không có ngạc, không có ngọc. Mà không có ngọc thì không thể thể hiện được hết sức mạnh của Ngộ Không. Rồi. Đổi máu rất sướng.
Bây giờ hiện tại mình ăn 5 mạng rồi, khá gọi là khá xanh. Team bạn thì có cuộc chiến khá khốc liệt giữa Vanet và Kingrot. Em chạy đâu rồi, phát nào chí mạng phát đó. Chí mạng trận này lại không có tướng đỡ đòn, toàn đấu sĩ với cả xã thủ và pháp sư thôi. Rồi, vào rồi, ok. Rồi mình toàn át hit, đánh rất thấm, sát thương rất thấm. 7-0 rồi, kiểu này thì xanh bá đạo rồi. Một phát Valet này. Rồi đã phải chạy rồi. Chém phát nào chí mạng phát đấy, anh em đánh thấy rất là sướng. Rồi đã lên được cái song đao và táp rồi thì quá bá đạo luôn. Rồi. Đấu kết lên đồ thì mình để bên ở bên dưới màn hình nha, anh em có thể theo dõi cái thứ tự lên đồ của mình. Lên đồ sẽ lên là thánh kiếm, sau đó lên song đao và táp, rồi đó lên món đồ tương xuyên phá, phức hợp kiếm và lành philip. Rồi đánh rất thấm, chí mạng toàn hơn 2k thế này ở phút thứ 6 thì tướng nào chịu nổi. Phút thứ 6 mà chí mạng hơn 2k thì em rất là thốn. Nghĩa là hơn 2k là bằng một nửa máu của xạ thủ cũng như là pháp sư rồi đấy. Ok, Kingrot phát hiện ra nhưng mà chắc chắn không chạy đâu. Bởi vì Kingrot làm gì có chiêu chạy, mà chiêu có khống chế thì cũng chẳng có đâu. Mình đập mấy hit là chết thôi, còn một con đấu sĩ. Thôi thì số là 216, mình ăn 10 mạng rồi. Xanh vật vã. Xanh này chém sướng lắm. Chém một phát thì đập một phát thì có đứa lên bạn. Rồi với cách lên đồ này và ngọc như thế này. Ngọc đỏ là chí mạng và sát thương chí mạng. Ngọc lục là hút máu. Ngọc tím hút máu, ngọc lục là xuyên giáp. Rất là mạnh. Rồi mình tiếp tục bắt Kingrot. Nhưng bạn farm rất thấp nhưng mà mình vẫn bị mình giết thôi. Một tít này, không chí mạng này. Rồi chí mạng rồi, 2400. Có chí mạng cái à, chết hết rồi đó, đánh nhất nào chí mạng vào đấy. Nếu không thì bạn chạy thế nào được. Em chạy đâu. Rồi em có thể thấy đánh rất sướng. Quá kinh rồi. Đáng tiếc pha đấy không được pentakill. Ở trong mùa 3 tới thì cái kiếm Muramasa đấy thì nó không còn cái nội tại bất tử nữa. Và mình sẽ không lên cái món đồ đấy nữa. Mình thay bằng thương xuyên phá. Đánh sẽ sướng hơn rất nhiều. Ở bạn Naudio thì mình vẫn chết vẫn rất nhiệt tình. Ok, sẽ ăn kinh công. Rồi, chí mạng hơn 3k. Đánh khá sướng. Rồi, Kingrot. Một hit 2700, một hit tiếp. Rồi, hai gậy nó chết rồi. Em thấy chém ngộ không thì bạn một gậy và một đập kìa. Rồi. Một phát chết ba. Vai. Vãi lồi. Sợ thật. Ngộ không mùa ba đánh rất là sướng. Có khi nào nó bán vòng vàng anh em phải mua nhá. Hiện tại thì nó chưa ra với kho báu đâu. Nhưng mà nó sẽ học theo Phoenix thôi, sẽ ra khỏi kho báu. Khi nào hút máu đủ rồi sẽ cho ra khỏi máu thôi.
cho ra kho báu để hút máu tiếp. Để hút máu 2 tuần tiếp giống như Phoenix anh em ạ. Rồi 19-0 rồi. Đánh vật vã Ngộ Không này, không chí mạng à. Rồi ok. Em hiệu trưởng à 4k. Chí mạng 4k mốt. Preta đang luyện trưởng đột tử luôn. Một gậy và một hit. Đó là chưa full đồ này anh em. À mới có đây đây. Bây giờ mới lên cái kiếm dài để nép gấp cái Lanh Felix. Nếu mà có Lanh Felix vào đấy thì chí mạng hơn 5k. Hơn 5k sát thương một lý. Mới có 4 đồ sát thương thôi mà đã chí mạng hơn 4k rồi. Đánh rất là sướng. Rồi quá. Một hit cần chết bước tục lại. Ngộ Không à, ôi thấm phết nhỉ. Thấm đấy. Ôi. Em có thể thấy chém tướng bạn như chém chuối thôi. Nhưng mà mình bị trụ bắn thì cũng sắp mặt. Ok. Rồi anh, mình vừa làm video clip giới thiệu cái sự thay đổi của tướng Ngộ Không Tế Thiên Đại Thánh trong mùa 3 tới của bản Linh Quân Vai Việt Nam. Các bạn có thể thấy khả năng đánh chí mạng của Ngộ Không được tăng rất nhiều. 10% là chỉ số không hề nhỏ. Ok, video clip của mình đến đây hết rồi. Xin chào tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye.